Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình iGroup Clam 5 top cần có kiểu là EIFE các bạn. Thì chương trình iGroup này nó sẽ kết thúc vào 5 ngày nữa các bạn. 5 ngày 8 giờ nữa. Thì con top cần EIFE này nó trong chương trình bán hàng free sale nè các bạn. Và đây là hệ sinh thái của nó nè các bạn. Hệ sinh thái của nó khá là nhiều luôn các bạn. Thì một top cần này nó sẽ top cần này sau nữa nó có sàn DEX của nó nè các bạn, ARM DEX nè các bạn, và nó có là smart farming nữa nè các bạn. Top cần này sau này các bạn có thể dùng nó để farm nữa các bạn, và nó đang có dự án, nó đang IDO và là con NFT nữa nè các bạn. Hệ sinh thái khá là đẹp luôn các bạn. Thì để claim được con này thì các bạn cần copy phần link mô tả với video của mình nha các bạn, vì phiêu quá nên mình cũng không có giải thích kỹ luôn, rồi còn dán vô đây nha các bạn. Có nhiều bạn mua cái con tục căng này giá khá là đắt luôn các bạn. Bạn nào có nhiều tài khoản thì check được đó các bạn. Rồi sau khi các bạn dán vào trình duyệt chiếc chocolate, các bạn bấm vào claim iDrop nè. Rồi bạn bấm vào connect nha các bạn chọn chocolate nè. Connect không được đó. Rồi đây thì các bạn điền địa chỉ email của các bạn nha các bạn. Bởi vì con này đâu cho các bạn check đâu các bạn ơi. Rồi tiếp tục các bạn follow tại Twitter nè. Trên tờ Twitter nó các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi bạn mới up lên nè. Rồi nó dăng ra luôn rồi các bạn. Để mình làm lại các bạn. Ok, mình quên các bạn chọn mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Rồi các bạn sau khi follow có YouTube xong xuôi thì các bạn bấm vào join tiếp kênh Telegram nữa nè. Hiện tại không được ta. Ok, sau khi các bạn thích vào thì nó có YouTube này là được các bạn. Không cần join vào các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào các bạn. Dòng thứ hai còn bạn bỏ luôn được các bạn, bạn bấm vào claim nè các bạn, để mình sợ các bạn sẽ tốt với bạn là 0.0009 các bạn, mình sợ nó không về thôi các bạn. Rồi đang pending các bạn chờ xíu nữa các bạn. Rồi ok, claim supply thành công rồi các bạn. Top cần có cái hiệu là EIFE các bạn, thì các bạn trở về với chocolate của mình nha các bạn copy địa chỉ BNB mình qua trang BC scan các bạn. Chrome rồi. bscscan.com. Các bạn dán vào mà. Ok, đã về được 87 token nè các bạn. 86 về con nữa, 87 chính xác anh đã về rồi. Quá trời nhiều, không biết bỏ con nào kiếm, khó kiếm quá, để mình kiếm các bạn. À, đã về rồi các bạn, về được 5 tóc cằn này các bạn. Kẹo khá là ngon các bạn. Tổng cung nó có 150.000 tóc cằn các bạn. Ê, 150 triệu tóc cằn khá là thấp luôn các bạn, thấp hơn con nãy. Rồi, hiện tại có 37.000 holder rồi, ít chứ. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi bạn mở ra nha các bạn. Rồi, các bạn sẽ nhận các bạn. Hiện tại con tóc cằn này có rất là nhiều người thu mua luôn các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim 5 con tốc cần có hiệu là EIFE đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.